Ui ui Clap your hand. Clap your hand. Yes. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel bỉm sữa của Linh nhé. Trong video ngày hôm nay thì tiếp tục với series về lịch sinh hoạt của em bé, mình sẽ chia sẻ cho mọi người lịch sinh hoạt của bé Sam trong giai đoạn từ 10 đến 12 tháng tuổi. Mình hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho mọi người và mọi người có thể lập nên một cái lịch sinh hoạt điều độ và ổn định cho em bé nhà mình. Đối với những em bé trong giai đoạn từ 10 đến 12 tháng tuổi thì các bé đã ăn dặm rất là thành thạo rồi và có một cái nếp sinh hoạt ổn định rồi. Và trong giai đoạn này thì các bé đa số là đang ở giai đoạn tập đi. Nếu như em bé nhà mọi người mà trong giai đoạn này vẫn chưa biết đi thì đó cũng không hẳn là một cái điều gì đó quá là đáng ngại cả. Mọi người hay tập những cái bài tập vận động cho con để con có thể cứng cáp hơn và tạo tiền đề tốt hơn cho việc tập đi. Bé sang nhà mình thì biết đi ở khoảng 11 tháng rưỡi. Và nếu như các mẹ có để ý thì trong giai đoạn này bởi vì bé rất là hứng thú với việc tập đứng, tập đi, thế nên là nhiều bé thì hay bỏ bê việc ăn và ngủ. Nếu như các mẹ không điều chỉnh thì sẽ dẫn đến là cái lịch sinh hoạt của con nó bị đảo lộn, thì nó sẽ không tốt cho cái sự phát triển của con. Trong giai đoạn này thì thông thường các em bé cũng đang bi bô tập nói. Các con có thể phát âm được những âm ơ, âm a, bi, ba, bô, bà, bà, mẹ, mẹ. Thì khi mà mẹ thấy con phát âm ra được như vậy thì các mẹ hãy cổ vũ con. Đồng thời là các mẹ hãy đáp lại lời con và hoàn thiện hơn cái câu của con. Ví dụ như là khi con gọi ba, ba thì mẹ có thể thêm là bà ơi, con gọi bà ơi, con gọi bà phải không? Kiểu kiểu như vậy để cho con có thể dần hoàn thiện cái khả năng ngôn ngữ của mình. Ở trong giai đoạn này thì các bé đã ăn thô khá là tốt rồi. Một số bé đã chuyển sang ăn cơm hoàn toàn như người lớn. Còn một số bé thì vẫn ăn cháo thì mình nghĩ không sao cả. Mình cứ tăng dần độ thô cho con là ok rồi. Với cái giai đoạn này thì bé Sam nhà mình vẫn áp dụng theo cái lịch 2-3-4. Tổng thời gian thức một ngày của con vẫn là khoảng 9 tiếng và con sẽ ngủ 2 giấc vào ban ngày. Trong giai đoạn này thì có chuyển biến hơn giai đoạn trước một chút, đó là mình chuyển sang cho bé Sam ăn 3 cữ một ngày thay vì 2 cữ. Vậy là trong ngày thì con sẽ có 3 bữa chính và một bữa phụ. Lượng sữa của con thì sẽ giảm một chút và lượng ăn thì sẽ tăng lên. Bây giờ sẽ là cái lịch sinh hoạt cụ thể một ngày của bé Sam để cho các mẹ cùng tham khảo. Thường là con sẽ thức dậy vào lúc 7 giờ sáng vẫn như giai đoạn trước. Khi mà con thức dậy thì con sẽ được ăn sáng. Thường là con sẽ ăn cháo hoặc bún hoặc phở mà mẹ có thể chuẩn bị cho con. Tiếp theo từ 7 giờ 30 đến 9 giờ thì sẽ là giờ con hoạt động và vận động. Từ khoảng 9 giờ 15 đến 11 giờ thì con sẽ ngủ giấc ngắn đầu tiên trong ngày. Và 11 giờ khi mà con tỉnh dậy thì con sẽ được ăn dặm. Giai đoạn này thì bé Sam đã ăn dặm khá là tốt rồi. Bé ăn rất là tốt và rất là hợp tác. Thường là bữa trưa thì con vẫn sẽ được ăn dặm theo kiểu truyền thống hoặc là kiểu Nhật, bà sẽ đút cho con ăn. Và sau đó khoảng 1 giờ đến 1 giờ 15 phút thì con sẽ được ti một cữ sữa. Nó sẽ rơi vào khoảng 160 đến 180 ml sữa một cữ. Từ 12 giờ đến 14 giờ thì vẫn như cũ, đó sẽ là thời gian mà con hoạt động và vận động. Tiếp theo là từ 14 giờ thì con sẽ được đi ngủ giấc ngắn trong ngày, giấc ngắn thứ hai thì nó sẽ kéo dài khoảng có hôm là 1 giờ, có hôm là 1 giờ 30 phút. Sau đó thì khoảng từ 15 giờ đến 15 giờ 30 con sẽ dậy, con sẽ được ti một cữ sữa khoảng 160 ml, sau đó là con ăn phụ. Thường là cái bữa ăn phụ của con sẽ là sữa chua bằng sữa phô mai hoặc là trái cây tươi hoặc là bánh ăn dặm hoặc là các cái loại bánh mà mẹ chuẩn bị để cho con ăn. Tiếp theo từ 16 giờ đến 17 giờ 30 thì con sẽ được tắm mát và sau đó là con sẽ được đi dạo công viên, đi chơi vân vân. Nếu như mà trong những cái ngày dịch bệnh mà không thể ra ngoài được thì con sẽ được ở nhà và con đọc sách hoặc là tắm ngôn ngữ, tham gia một số những cái hoạt động vận động tinh và vận động thô, hoặc cũng có thể là con chơi tự lập trong lúc mà bà và bố mẹ còn đang bận làm những cái công việc nhà. Tiếp theo là khoảng 18 giờ thì con sẽ được ăn dặm BLV kép. Thì lúc này là thời gian cả gia đình ăn tối, con sẽ tham gia cùng với bữa ăn của cả gia đình luôn. Sau khi ăn xong khoảng 30 phút thì con sẽ được ti cữ sữa quấy trong ngày. Thì cữ này thì con cũng sẽ ti được khoảng 180 ml sữa. Sau khi ti sữa xong thì con sẽ được đánh răng và thay bỉm. Sau đó thì hai mẹ con sẽ cùng đọc sách, mình sẽ trò chuyện, nói chuyện với con, đọc sách cho con một chút để con có thể cảm thấy thư giãn và thoải mái trước khi mà con đi vào giấc ngủ đêm. Khoảng 20 giờ đến 20 giờ 30 thì con sẽ bắt đầu đi ngủ đêm. Và
trong giai đoạn này thì bé Sam vẫn ti mẹ trực tiếp, vậy nên là mình vẫn cho con ăn đêm một lần trong đêm. Thường là khoảng 2 giờ thì con sẽ dậy con ăn đêm một lần, sau đó thì con lại tiếp tục ngủ đến sáng. Và 7 giờ sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới như vậy. Tất nhiên là trong một số tuần khủng hoảng thì con cũng có thể đảo lộn cái lịch sinh hoạt. Và đặc điểm là có cái tuần khủng hoảng ở giai đoạn khoảng 11 tháng hơn gì đó, thì giai đoạn đó con đang tập đi và con phát triển các cái kỹ năng vận động rất là mạnh. Bởi vì ban ngày con tập đi khá là nhiều và con rất là hào hứng. Ban đêm thì con ngủ và thi thoảng con sẽ ngủ mơ. Có những hôm là con ngồi phát dậy luôn, hoặc có những hôm thì tự nhiên con gào lên rất là to, sau đó lại tiếp tục ngủ lại. Có những hôm thì con phải khóc đến khoảng 30 phút, mình dỗ mãi mà con không nín. Sau đó khoảng 30 phút thì con mới bắt đầu bình tĩnh trở lại và con đi ngủ lại được. Cũng có những giai đoạn thì bé Sam gặp phải cái hiện tượng bám mẹ rất là kinh khủng. Thì đó là trong cái giai đoạn khủng hoảng bám mẹ của con bắt đầu nhận thức được mọi việc, mọi thứ xung quanh. Và con rất là sợ con phải xa mẹ, con bám mẹ rất là chặt. Và có thể là con sẽ khóc rất là dữ dội nếu như mà mẹ cứ để con đấy và mẹ không bế con lên. Hoặc là mẹ đi đâu về mà mẹ nhìn thấy con mà không bế con thì con sẽ khóc rất là dữ dội. Mặc dù là như vậy nhưng mà mình thấy rằng đây là những cái sự phát triển rất là tự nhiên của em bé, thì mình tôn trọng cái sự phát triển tự nhiên đó của con. Và thậm chí là mình cảm thấy vui hơn khi mà mỗi ngày con học được một điều mới và con dần dần phát triển những cái kỹ năng của mình. Sau những cái đợt khủng hoảng như vậy thì mình sẽ thiết lập lại cái lịch sinh hoạt cho con để cho mọi thứ được ổn định và quay trở lại như bình thường. Tất nhiên là cái lịch sinh hoạt mà mình vừa mới chia sẻ cho các mẹ thì là lịch sinh hoạt chuẩn nhất mà bé Sam có thể thực hiện được. Và thông thường là chỉ khoảng 70% em có thể thực hiện được theo cái lịch sinh hoạt đó thôi. 30% còn lại là rơi vào những đợt tuần khủng hoảng của con này, hoặc là rơi vào những đợt con bị ốm thì lịch sinh hoạt nó sẽ bị xáo trộn một chút. Về cơ bản thì nó cũng không có gì đáng ngại cả. Sau khi mà con đã khỏe lại rồi và con đã ổn định trở lại sau những cái tuần khủng hoảng rồi, thì các mẹ thiết lập lại lịch sinh hoạt cho con là mọi chuyện lại ok trở lại ngay thôi, không có vấn đề gì cả. Mình hy vọng rằng video này đã cung cấp được những thông tin hữu ích cho mọi người. Mọi người hãy ấn vào nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà mình phát sóng những video hữu ích tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye. Sam say bye bye. Sam say bye bye. Bye. Who make you the hair? Who make the hair for you? Daddy, Sam say, Daddy. Daddy. Daddy tie my hair.